tương ba quý lên chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một khung giờ rất quen thuộc thưa quý vị. Chúng ta gặp lại nhau hàng tuần hai lần vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bữa nay chắc là ông mai bà mối hơn nè, hôm nay thấy đỏ rực cả bầu trời rồi đó. À, đỏ rồi. Được, được, được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hạ Màng. Anh ơi, mình đến giờ em chưa có một bóng tóc vàng. Có ai hôn bạn chưa? Mời bạn trai. Chị mà vỗ tay dữ vậy. Chào bạn. Dạ, chào Nguyễn Linh. Quá đẹp. Mời bạn nữ. Đẹp dễ sợ. Đó, 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 đó. Em. Dạ, em chào chị. Em chào. Em giới thiệu về mình. Dạ, em là Huỳnh Thị Ngọc Diệp, giáo viên mầm non. Ồ, Diệp mấy tuổi vậy Diệp? Dạ, em năm nay 30 ạ. Diệp quê ở đâu? Dạ, em sinh sống ở Sài Gòn, quê em ở An Hữu ạ. An Hữu Cái Bè Tiền Giang đúng không bạn? Dạ. Vậy là cùng quê Linh á hả? Sát bên, cách nhau khoảng 100 cây số. Diệp 30 tuổi, giáo viên mầm non. Rồi bạn bao nhiêu tuổi? Dạ. Em tên là Nguyễn Quốc Thành, 31 tuổi. Em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Quê ở đâu? Sa Đéc ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm lễ tân nhà hàng. Để hỏi cái nghề cô giáo mầm non này xí, em làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm được 9 năm ạ. Bây giờ ví dụ như tới giờ cho ăn, có những trẻ nó không chịu ăn mình phải đút đúng không, biến ăn. Dạ. Rồi những đứa béo phì rồi này kia nữa thì lúc đó mình làm sao? Mình ăn trước khi bé không ăn được á thì cô hát một bài hát cho bé nghe rồi động viên cho bé ăn được. Cái này hay à. Hay à, hát bài hát gì hát thử ơi. Bên kia có một bé bị béo phì nha, anh hát sao mà cho bé nó đừng có uống sữa nữa giùm chị bé đi. Bé không ăn hát cho bé. Rồi rồi anh. Dạ em xin phép hát à. Có chú heo con ụt ịt kêu hoài, ăn suốt ngày phình lú cái bùm rè. Ôi chú heo sao mà làm biến thay, khuya suốt ngày đừng có ham ăn hụt. Rồi đủ rồi, nghe đủ rồi. Trời ơi, 30 tuổi mà nghe cái giọng thiết. Sao em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Hỏi Diệp nè, Diệp bạn thấy bản thân mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì? Em khuyết điểm là em còn nhát lắm. Em tiếp xúc với bạn trai ít. Hồi đó giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. Em thường em còn nhỏ em đi học á em không quan tâm. Rồi đến khi em học ngành mầm non thì nơi đó toàn là nữ không. Cho nên là đến giờ em chưa có một bóng bắt vai. Chưa có một cái mối tình nào bắt vai hết trơn á. Dạ. Trời ơi vậy tội nghiệp quá giờ sao ta? Có ai hôn bạn chưa? Vậy là có rồi nè. Dạ chưa. Chưa, người ta chưa có mối tình nào bắt vai. Biết đâu có chàng trai nào hung thiệt rồi sao? Vậy bữa nay hung nha. Bữa nay tạo điều kiện. Thôi mắc cỡ lắm. Thấy chưa? Dạ. Bên đây là sao xuyến rồi đó. Bên đây nè, bên kia người ta chưa có mối tình dắt dài. Bên đây sao? Có mối tình nào chưa? Dạ em cũng được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái chê em không có biết cách nói chuyện á, gặp bạn gái không biết nói sao. Trời ơi bên đây nhát, gặp bên đó nhát nữa, rồi giờ hồi rồi ai tấn công ai đây? Rồi đừng nghĩ cho cách tấn công nha. Thôi được rồi, bây giờ bạn muốn tìm người yêu thế nào? Người yêu của em là phải dễ thương. Dễ thương. Dạ. Bao dễ thương luôn. Trời, chứ thật thà. Thật thà bên kia thật lắm. Ta nó không hùng, ta nó không hùng. Được không? Và gì nữa? Dạ biết nội trợ. Với lại phải chung thủy nè. Chung thủy? Dạ. Được. Còn gì nữa không? Dạ em nhiêu đó được ạ. Diệp có đặt ra mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào không? Em mong anh ấy là người chân thật. Ừ. Tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình, có lối sống thật thà, chất phát. Dạ thôi. Bên đây bao luôn. Có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Còn về ngoại hình? Anh ấy là người khỏe mạnh, có thể bảo vệ được em. Dạ, cái vụ khỏe mạnh này cũng mệt rồi nha. Khỏe không? Ông Nghi ông này yếu quá. Dạ, chút à. Dạ, chút. Khỏe không? Dạ, cũng khỏe chút chút. Mạnh không? Dạ, cũng không có chút chút ạ. Phải tự tin mạnh, khỏe. Dạ mạnh. Cũng được, hợp được. Với cô giáo đấy. Cái điều gì mình không thích người phụ nữ? Dạ,
điều mà em không thích người phụ nữ là lăng nhăng rồi với hay càu nhào. Bản thân mình có cái tật xấu gì không? Dạ tật xấu rồi cũng có à. Như ăn cơm chậm. Trời ơi chậm. Ăn cơm chậm là sao? Bữa cơm em cũng khoảng 3-5 phút à. Là trời đất ơi. Do mình vào đút vô rồi mình ngậm hay sao mình... Này sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì rất kỹ, em nhai kỹ lắm. Để tôi hỏi có cách nào không? Sao em ăn tô cơm 45 phút đó rồi em có cái cách nào để khắc phục không? Em nghĩ ăn kỹ no lâu, có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức. Trời ơi, thưởng thức thưởng này. Gì? Trời ơi, này giống ăn chậm hơn con tôi lắm à. Hôm nay mình đi có ai người thân mình đi theo không? Dạ có mẹ của em và bạn. Bà chào bác ạ. À. Nhà mình có hối thúc dịp lập gia đình chưa bác? Dạ, bị ở nhà rất là cưng chiều. Bị gì có hai đứa con, một trai, một gái và bà bé Diệp là Út đó. Cho nên kiểm soát về vấn đề mà đi làm đến nơi thì về mới đến chốn nên tới bây giờ nữa. Trời ơi, cô kiểm mà bác kiểm soát hoài vậy rồi chừng nào Diệp mới lấy chồng được? Dạ. Bây giờ còn kiểm soát không? Bây giờ đến lúc là phải đốc thúc Diệp tìm ý trung nhân rồi. Dạ. Dạ, bác muốn con rể tương lai làm sao bác? Thì thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì thấy cháu hiền. Dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Vô rồi. Nói gì với bác đi, nói đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao vừa nữa về con chăm sóc con bác sao, hứa luôn đi. Dạ con hứa với bác là nửa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn chậm nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn thật nhanh. Bây giờ tặng má vợ tương lai một bài nữa thôi. Dạ con xin hát tặng bác gái một bài. Dạ. Bài gì? Dạ tình anh bán chiếu ạ. À. Rồi vô. Dạ. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tìm em không gặp anh gối đầu mỗi đêm. Vô. Vô, được rồi, được rồi. Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa, một hơi luôn nha. Cửa giường cô đã khóa kính từ năm nào. Tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm rầy, chiếc áo nhộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Thôi buồn quá, bỏ đi. Bỏ quá. Bây giờ hát của anh sao? À, bữa nay em đến chương trình em dạ, đi với dạ. Mẹ với mẹ tư em. Có mẹ nữa trời ngon rồi. Dạ cô. Chào em xin Quyền Linh này. Em xin cắt đường. Dạ. Bây giờ cô thấy tình hình sao? À, tình hình thì thấy hai đứa nó cũng hợp nhau. À. Cô có nói gì với bên xuôi tương lai không? Hôm nay mình nói luôn đi con. Dạ. Thấy được á, con thấy dạ. Hợp. Thôi giờ mình làm xuôi nha chị. Hai bà xuôi ôm nhau cái. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi xong, qua coi xong mới được luôn. Trời ơi, khỏe re dạ, luôn rồi. Chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Bữa nay tôi nó thuận lợi, tôi vô cùng luôn, sẵn có người lớn đây nè ha. Thấy được rồi đó. À, được. Rồi bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau đi. Chứ ổn rồi, đôi trẻ gặp nhau đi. Cha mẹ là ổn hết trơn rồi đó. Quan trọng là đôi trẻ chịu hay không thôi, còn người lớn chịu hết rồi đó. Kéo màn lên. Rồi, quay qua. Dạ. Đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh rồi. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chân thật, người đàng hoàng. Cảm ơn em. Cái yêu cầu em nãy giờ nói thì anh cũng làm được. Chút nữa anh mời em đi sở thú chơi ha. Trời ơi. Chơi gì trong sở thú? Vô sở thú chi? Ngày đầu tiên gặp gỡ đi sở thú. Mẹ cho phép con với ảnh đi không ạ? À? À cho đi rồi. Dạ. Nhưng mà vì sở thú tiền vé ai mua? Dạ em mua. Hả? Dạ em. Có anh với Tường đi nữa nha. Dạ. Nếu như mà
em đồng ý hẹn hò cùng anh thì khoảng bao lâu mình có thể đi đến hôn nhân? Em nghĩ trong vòng một năm à. Anh nghĩ thời gian cũng hợp lý với hai với anh. Anh thấy em như vậy anh có muốn làm quen với em không? Anh thấy em thì người rất dễ thương với cũng xinh đẹp nữa. Anh cũng vui lắm. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó nó tình thật là tình cảm tỏ tình với bạn trai gái. Anh nói câu gì đi, chung thủy em suốt cuộc đời gì đó. Anh hứa em là sau này anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ anh có. Muốn nói gì nữa không? Em muốn nói câu gì với anh không? Em hứa với anh là em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh và gia đình. Được rồi, quá dễ thương rồi. Rồi thôi. Chuẩn bị. Suy nghĩ nha. Cặp này không bấm nút mà tôi bấm đó nha. Một. Hai. Ba. Bấm. Quá. Nắm tay thôi. Nắm tay xin có ba mẹ, có mẹ đây rồi sao nắm tay nắm chặt đưa ra phía trước cho người ta thấy đi. Chặt vô, nắm chặt vô. Đó. Hay sao? Trời xứng đôi quá à. Hả? Ấm không? Dạ ấm mềm. Giờ hôn nụ hôn đầu đời nè. Chưa có được từng hôn bao giờ. Hả? Đó, má vỗ tay luôn rồi kìa. Má vỗ tay. Thế đi. Đó. Không giống hửi á. Hôn lâu lâu chút, hôn lại cái hôn lâu lâu cái coi cảm giác sao nè. Sao em? Cảm giác hay sao em? Dạ mắc cỡ. Thích không? Dạ thích ạ. Mắc cỡ mà. Dễ thương quá. Nắm tay đi đó. Trời ơi. Nhanh đám cưới nha, mời về Tiền Giang nha. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Được rồi, con cặp này thấy được hai bác rồi. Mốt tụi nó có con kêu mình bằng ông Linh. Ôi vậy là vui rồi. Vui rồi. Một khởi đầu ngày hôm nay quá vui luôn. Mong rằng cặp thứ hai nó cũng sẽ y chang vậy luôn. Vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời hạ màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và chào các bạn ạ. Ôi chào em. Độc lạ quá. Mời bạn trai. Ờ, bữa nay khán giả mình sung ghê ta. Chào em. Dạ, em chào Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường và em chào tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Em là người đâu? Dạ, em người Nam Định anh ạ. Ở Nam Định ngon lắm nha. Dạ, ngoài phở Nam Định ra thì còn cơm tám. Cơm và... tám, gạo tắm, hương tắm. Rồi, dạ. Ở đó có đền Trần nữa. Dạ, đúng rồi, đền đúng Trần. Đúng rồi. Dạ. Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào được 8 năm rồi anh ạ. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh của công ty chuyên về các đồ họa. À. Dạ. Tên gì? Em là Trần Văn Tiên, năm nay em 27 tuổi. Trần Văn Tiên. Xin lỗi, em 28 tuổi. Trời ơi, tuổi mà còn xin lỗi nữa. Rồi, tới phiên mình. Em xin giới thiệu, em tên là Hường, em là nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản. Em quê ở Thanh Hóa. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây tính bây giờ là khoảng 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Mình có những cái ưu điểm gì? Em có ưu điểm là biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, biết làm việc nhà. Khuyết điểm? Khuyết điểm là em lười tập thể dục. Cái này nhiều người lười lắm. Và vì sao hôm nay lại là động lực nào mình đến với chương trình? Một phần là cũng do gia đình em cũng bảo là học thì cũng gần xong rồi. Ngày đang học gì nữa? Hiện tại thì em đang học lớp là học MBA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ. Em ấy là do em chơi quá là nhiều bạn nam, cho nên là khi mà đi tìm hiểu các bạn nam khác thì em không muốn nữa. Và biết thì... hết tánh hư thật xấu của nam rồi phải không? Vâng, người ta nói là con trai tốt ấy, thì nhiều như ma mà nghe kể hoài chưa bao giờ gặp. Hy vọng là hôm nay em sẽ gặp được cái bạn tốt tốt đấy. À, hy vọng hôm nay bạn ấy sẽ như ma. Mới vừa nói xấu trai, thật xấu trai biết hết rồi. Rồi bên kia sao nè, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không nè? Dạ, ưu điểm của em là tự lập, sống có trách nhiệm và biết vun vén cho gia đình. Ngoài công việc của em ra thì sở thích của em thì em thích chơi game, tập thể dục. Tập sao muốn em? Vậy là được rồi. Nó dạ. Mới tập thể dục, rủ bạn bên đây đi với bạn bên đây thì lại lười tập thể dục.
Dạ, chủ nhật em thường hay đi tập thể dục, đi bộ ở công viên gia đình ạ. Nhưng giờ được mấy múi rồi? Dạ, em chưa có múi nào luôn. Bởi vì là công việc ngồi nhiều và ăn cũng hơi nhiều nên là tập bụng thì hơi khó. Tập phải 6 múi, ăn từ 6 múi tập thành múi nè. Mình có những khuyết điểm gì không bạn? Dạ, khuyết điểm của em là em hơi nóng tính ạ. Trời ơi. Thắn quá, có điều gì không nên không phải là em sẽ nói liền. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Anh ơi, công việc của anh là phát triển thị trường có phải hay đi nhiều không ạ? Dạ, cũng không phải đi nhiều ạ, chỉ ngồi văn phòng ở nhà làm hành chính. Tại vì em thì cũng hay đi, phải đi gặp khách hàng ấy, tối em đi học. Thế thì cái thời gian mà nếu có thể thì hẹn hò thì khoảng khi nào thì là hợp lý ạ? Hợp lý thì cái này mình sẽ thương thảo lại sau, mình sẽ ưu tiên cho bạn gái trước. Tại vì công việc mình cũng từ buổi tối nó cũng không có áp lực gì nhiều thì mình có thể sắp xếp được. Sau khi mà kết hôn á thì anh nghĩ là nên sống riêng hay là sống chung với gia đình bố mẹ thì sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nên sống riêng, nhưng mà cái chuyện chăm sóc cho ba mẹ về xế chiều thì mình phải có trách nhiệm. Em thì lại thích sống chung với ba mẹ hơn. Ồ, bởi vì là ba mẹ ở ngoài quê cho nên là anh có ý định trong này. Lên à. Lên hai mình đi uống cà phê. Lên hai mình đi uống cà phê, hai người nói chuyện thoải mái đi, nói tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Coi như hai này vô hình đi. Ừ. Thì bên ba mẹ anh thì ở ngoài quê thôi. Bất chấp luôn, trời ơi, bất chấp luôn. Tiếp đi, thua. Anh có hay làm việc nhà không? Có, cái chuyện đấy là chuyện bây giờ là đàn ông thể hiện đại, mình phải biết lo cho gia đình. Cái chuyện giặt giũ, rồi nấu ăn hay là vun vén nhà cửa thì mình cũng phải làm. Vâng, em hỏi cho biết vậy thôi chứ cái đấy thì phải chờ thời gian kiểm chứng anh ạ. Thì tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình rồi? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em suýt thì có vài mối tình. Trước kia thì do em nhỏ thì ba mẹ nói là cứ học xong hết đi rồi tính. Bây giờ em học hết đại học rồi, học lên nữa ba mẹ em bảo sao vẫn chưa có gì. Thế là tại cấm áp quá nên giờ nó biết. Thế còn anh thì có mấy mối tình rồi ạ? Mình thì có hai mối tình hồi sinh viên rồi. Sau đó thì mình chia tay được khoảng 6 năm rồi. Em muốn chừng nào cưới? Em nếu mà được thì em muốn chừng nào cưới? Cưới ạ? Em nghĩ là sau khi em kết thúc khóa học á, chắc là khoảng sang năm sau là hợp lý ạ. Em thấy được không? Em thấy nếu mà hai đứa hợp ý nhau thì em sẽ sắp xếp được cuối năm là em sẽ hỏi cưới bạn luôn. Anh có mê tín không anh? Em nghe nói là tuổi của em cưới năm nay là không có được. Ồ, anh thì cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì mình hợp nhau thì cũng chỉ 60% thôi, còn 40% còn lại cũng phải do cái con người mình, rồi cái đức tính của mình nữa, rồi mình cải thiện thêm. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 72. Em cao dưới mét 5 có được không anh? Được, bên anh sẽ bế em lên luôn. Chị kiểm tra giúp em ơi, em có thể hai không chị? Thôi hồi nãy qua thấy rồi, cao to. Cao to. Thế mà gia đình hôm nay có ai đi theo không? Dạ. Gia đình em hôm nay có bạn thân ở cùng và em trai em. Chào em. Sao thấy cặp này ổn không em? Chiếm luôn diễn đàn rồi, mấy mốt MC thất nghiệp rồi. Dạ, em thấy anh bên này thì khá là chín chắn ạ. Nhưng mà có vẻ hơi nghiêm túc một tí. Phải nghiêm túc chứ, đi hỏi vợ không, mà không nghiêm túc. Nhưng mà ý là tính có vẻ không biết có khó tính không ấy. À, cảm mà ơn cậu em. Thấy anh ấy có hợp với tớ không? Thì tớ nghĩ là khoảng được 60%. 60% hả? Đưa em trai đi, hỏi ý kiến em trai coi thấy anh đó anh rể được không? Thì em cũng thấy anh cũng được. Tới luôn ha? Dạ, tới luôn cũng được. Bố mẹ em cũng giục cho em lắm rồi. Rồi. Thế hôm nay bạn trai có đi, có ai đi theo không? À, em đi với bạn cùng phòng bạn thân của em ạ. Dạ, chào chị Cứt Tường, chào anh Quỳnh Linh ạ. Dạ, hợp hay không là tùy vào anh chị chứ còn anh tên là em nói anh không phải người yêu lý tưởng nhưng mà người chồng lý tưởng. Thì anh là người sống có trách nhiệm, biết chăm lo gia đình. Dạ. Nói về lãng mạn thì chắc là cũng ít. À. Dạ. Còn nếu mà về chăm lo cho gia đình thì cái khoản đó thì chắc anh ok chị. Cái này được, cái này được. Nhưng mà em thấy chị và bạn gái bên này thì sao? Dạ, em thấy chị cũng dễ thương ạ. Còn hợp hay không là để hai chị gặp mặt nhau nói chuyện. Đúng rồi, gặp mặt nhau cái đã. Em chào anh. Chào em, nãy giờ em nói nghe thấy nói chung là cũng gọi là lanh lợi ha. Dạ. Giao tiếp tốt. Như vậy là ổn, anh bên đây cũng vậy nhưng mà anh bên đây anh hơi trầm chút xíu. Dạ. Ổn rồi. Và sau một thời gian đôi trẻ tự tìm hiểu, chúng ta kéo màn lên để đôi trẻ gặp nhau. Rồi, mời bạn. Chào anh. Chào em.
bó hoa chẳng hạn. Dạ, cảm ơn. Lần đầu tiên em thấy anh là người thế nào? Em nhìn anh thì chững chạc ạ, không có nhiều dâu lắm ạ. Ồ, anh thì 3 ngày phải cạo một lần. Wow, vậy tốt. Anh thì sống rất thực tế. Dạ, có sao anh sẽ nói như thế vậy? Em cũng sống giống anh thôi ạ. Ví dụ anh chỉ mong là sau này mình, nếu mà mình có duyên mà liên nghĩa vợ chồng á, chỉ mong là em vui vẻ cho gia đình. Em là thuộc tuyết phụ nữ là không thích yêu mà là phụ nữ của gia đình, như bạn bè nó nhận xét em như thế. Mai mốt anh về là anh vẫn sẽ phụ giúp mọi người trong công việc gia đình đúng không ạ? Tất nhiên là cái này, chuyện này nếu mà anh ở ngoài anh sẽ là người đàn ông, còn về nhà anh sẽ như một người phụ nữ. tức là em sẽ vun vén cho gia đình, em sẽ phụ vợ, chăm sóc con và xây dựng nhà cửa. Rồi buổi tối anh sẽ là đàn ông hay là phụ nữ? Anh sẽ tất nhiên anh sẽ là đàn ông của em rồi. Okay. Quan trọng nhất là cái này được. Không, bản lĩnh đàn ông lắm. Một like. Anh là 10 like luôn. Em được, có thích lãng mạn không? Tình yêu chút đi. Dạ, có một chút cũng được mà không có cũng không sao. Tại vì thực chất em không phải là tiếng người lãng mạn lắm. Thì anh nghĩ là xong cái chương trình này là thì mình cùng cho nhau cơ hội. Vâng. Mình để tiếp xúc, tìm hiểu. Dạ. Nếu mà được thì mình đi xa hơn. Vâng. Còn không được thì mình vẫn là những người bạn tốt. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Thôi vậy thì bây giờ bấm nút ạ. Rất đơn giản như vậy thôi. Được thì đi xa hơn. Đây, nút. Không được thì là những người bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta có thể nắm tay với nhau để cảm nhận cái ngày đầu tiên gặp nhau như thế nào. Truyền hơi ấm cho nhau. Tay em lạnh lắm ạ. Đúng, tay mát, không phải lạnh mà tay mát. Em cảm ơn anh chị. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim. Dễ thương. Nào, hãy nắm tay dìu nhau đi xem phim. Chúc mừng nha. Hai cặp hôm nay rất là dễ thương và hy vọng những cái điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ. Hôm nay phong thủy tốt càng nha. Càng sớm càng tốt. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.